Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hai bé, là anh em ruột, nghi bị ngộ độc thực phẩm khiến một bé tử vong, một bé phải đi cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2023, bé lớn, sinh năm 2015, có biểu hiện đau bụng và nôn ra thức ăn lẫn dịch dạ dày nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn khám và điều trị. Bé nhỏ, sinh năm 2016, là em ruột, không có biểu hiện gì nên ở nhà với bà nội. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bé nhỏ khóc tìm gọi bố nhưng bà nội chưa phát hiện bất thường. Đến 1 giờ 45 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, bà nội phát hiện bé nhỏ có toàn thân lạnh cứng và người nhà xác định bé đã tử vong. Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, ngày 13 tháng 10, hai cháu bé cùng người thân đi ăn sáng, sau đó đi học, trưa về ăn cơm cùng gia đình, chiều đi chơi ở siêu thị nhưng không ăn uống gì, tối có cùng bố đi ăn cơm ở nhà người quen. Ngoài hai cháu có biểu hiện ngộ độc, tất cả những người cùng ăn uống với hai cháu đều không có biểu hiện bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.